Chào mừng các bạn đến với kênh Harry Zero. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi game Runbound Mobile. Mình thích bắn đôi hay là bắn đơn nha các bạn. Bắn đôi nha. Bắn đôi mình bắn gà thì bồ mình nó kéo mình lên. Còn bắn đơn mình gà không ai kéo mình luôn á. Rồi bồ mình nó gà thì mình kéo nó xuống luôn. Nó vậy đó, có gì đâu. Dễ mà. Mình bắn trước. Gió ngược. Gió mạnh gì? Hỏi gì mà hỏi? Lấy búa tao đập mày chứ mày hỏi à? Đặt mày để dấu hỏi, mày để dấu hỏi hả? Cho mày vừa. Mày biết gió mạnh không? Mày đặt mày hỏi là thấy chưa? Gió nó 12 vậy. Mày đặt dấu hỏi dấu ngã hả? Mày muốn tao làm gì? Tao muốn bắn hụt lắm vậy. Tao lấy búa tao đập đầu mày bây giờ nè. Mày bồ tao hay là kẻ thù của tao? Nói một tiếng đi. Đó, đạt hay quá. Đạt dấu hỏi dấu ngã bắn có trúng đâu mà đạt. Tào lao. Nhắm ngay đây. Cố lên nào. Ok, tốt. Không làm cho tôi thất vọng đấy, chú rùa. Chú rùa. Hồi đó mình cũng phải chơi con này nè các bạn. Những màn mà bị khố như thế này nè. Đó, thấy chưa? Đứng ngay cái hố này, nó gớt, nó nổ. Nó nổ. Đạn hai của nó nổ. Đạn hai nó tưng tưng cà tưng cà tưng nha. Chúng không dám lâu quá. Trời, hết thời gian rồi kìa má ơi. Rồi xong luôn. Má là ngáo đá thiệt. Trời, hên cho mày vậy. Nó bắn hụt luôn. Canh trên lâu bắn dở. Đặt nói người ta. Bản thân thì bắn dở. Về đặt nói. Ừ mày. Cái tội cho mày trừ. Cho mày cái tội nhiều chị. Biết trúng không ở đây? Gió quá, gió nha. Mình tính sử dụng Ethan rồi đấy. Mà không cắt ăn. Gió quá. Bà đặt chơi thêm hả mày? Trời ơi, đứng ở đây là bị giảm. Hình như là giảm sức đỡ thì phải. Defense down. Giảm sức đỡ.
Rồi nó bắn ở đâu vậy? Hay đấy, good đấy. Tốt đấy. Gió 7 rồi các bạn ơi, bắn ở đâu nhờ, gió ngược 8, hay vui. Lại sạch nữa rồi. La 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 la, bình tĩnh rồi anh bạn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó giống như đứng ở đây vậy nè các bạn. Con này nó bắn vô cái lỗ này nè, nổ bùm 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 bùm. Má nhìn không ra luôn. Lợi thế của con này là bắn vô lỗ. Cái gì vậy? Bắn đâu vậy? Xàm thiệt. Gió ngược, gió tới, gió lui. Canh ở đây thử xem. Chúng hay là không? Trời ơi, rớt gì ra luôn à. Rớt cái bánh xe luôn. Có anh Ti rồi các bạn ơi, mình có anh Ti rồi. Nhưng mà anh Ti của mình cũng không có làm được gì hết. Ô, oh, bom rơi đạn lạc. Oh, oh, oh. Gió mạnh lắm em mà. Ồ, nó có anh Ti luôn. Anh Ti nó như là đạn 2 vậy đó. Tưng cà tưng cà tưng đi hút máu. Bắn đâu vậy má? Má là đắn đâu hoài luôn trời. Lầu má thiệt chứ. Ây du. Sắp té rồi. Kiếm đường chạy thôi. Gió quá gió. Gió quá mà. Bắn này ra thành chúng hai thằng luôn. Gió ơi gió, gió nói gì đây? Trời ơi, nổ quá trời nổ luôn, bốn thằng có anh Ti luôn. Bốn thằng có anh Ti luôn nha các bạn. Nhưng mà tem mình đang bị lỗ máu rồi. Tem mình thua một mạng nữa. Trận này khó mà thắng nổi. Cái gì vậy? Trời ơi. Cho mày chết là giờ rồi. Sống là cái gì vậy? Bên Ti tào lao không? Mày hả con, mày hả con, ta nói rồi. Cơ hội không đến hai lần nhé các bạn. Nó té làm hại mình tốn ấy.
tốn một cái item luôn. Giờ thì mình cũng chuẩn bị dính việc cuộc đời luôn rồi. Bye bye. Xong luôn. Má nhận ra luôn à. Đường nào cũng chết. Thằng này nó chết thì mình cũng chết thôi. Lỗ mạng rồi. Giờ này mình đầy máu hoặc nửa cây máu. Giờ mình nửa cây máu thì còn cơ hội nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bồ dở thiệt. Một mình tao dở được rồi mày còn dở theo tao làm gì? Ô Quan Vũ, Gia Cát Lượng, Điêu Thiền. Mình cũng khoái Quan Vũ rồi các bạn, mà không có tiền mua. Để xem Quan Vũ có kỹ năng gì đây. Cái đao. Đao này không biết làm cái gì nữa. Điêu Hiền là bơm máu nha. Hên quá, chúng này chóc luôn. Điêu Hiền là bơm máu, Gia Cát Lượng là cái gì đây? Gia Cát Lượng cũng bơm máu luôn. Gia Cát Lượng là con đẩy bàn là kêu 1, bơm máu là kêu 2. Nhìn Quan Vũ ngầu các bạn, cầm cái đao nè. Quá ngầu luôn. Trời ơi, đam nó yếu đam mình á. Tại sao? Lép nó 35. Lép nó 35 mà nó bắn yếu quá vậy? Có thể là nó bắn không chính xác thì phải. Rồi xong. Thế là xong Quan Vũ. Hên quá hụt. Lấy canh ở đây nè. Mình canh đây. Lộn địa chỉ. May may may. Chim ghê vậy ta. Đây nè. Ở đây thì được tăng sức mạnh nè. Bắn lên, tăng sức mạnh. Nhiều khi nó bắn lại. Nó bắn lại thì mình cũng bị đam. Gió 10, gió 10, gió 10, gió 10, gió 10, gió 10 bắn đây. Trời ơi, con này bắn nè, nghe tiếng ghê không? Khác một cái. Gió 7 à. Gió 7, gió 7, gió 7, gió 7 bắn đây. Này chóc. Trời ơi mày chỉ hay quá. Làm tao biết bắn với mày chỉ nhiều chuyện. Nhiều chuyện đây có chữ nào nhiều chuyện nha. No. Bạn đã chỉ sai rồi, bạn đã chỉ sai rồi. Người ta bắn ở đây nè. Nhiều chuyện rồi. Chơi cái tội này nhiều chuyện. Má nhịn ra đâu.
Điêu Hiền không có má luôn. Điêu Hiền có cha không nha các bạn? Điêu Hiền có cha không? Mẹ chết sớm cái gì? Rồi chuẩn bị nhỏ này. Nhỏ lại chết hoài ta. Mấy đứa nào đứng trước bị chết sớm á. Mình đứng sau. Mình đứng sau mình sống dai. Bắn ai canh lâu vậy cho nào. Gió cắm sáo, gió cắm sáo, gió cắm sáo đây. Rồi luôn cắm luôn. Cắm vô cái đầu luôn. Gió cắm vô cái đầu luôn. Ồ nó có tay rồi. Thôi rồi. Trời ơi. Ba giọt máu luôn. Ba giọt mấy luôn á. Thằng nó bắn hay vậy. Nó bắn hay quá vậy. Kết bạn nhá. Mình phải kết bạn với những đứa bắn hay. Rồi đầy luôn. Rồi. Thôi rồi. Lúc trận này thua nữa rồi. Bò mình nó chết rồi. Hồi nãy nó ulti không chữa phát nào đó. Dường như là nãy giờ nó không bắn hộp phía các bạn. Không hề luôn đấy. Trời ơi bồ gà. Bắn cái chết hai thằng luôn nè. Chở hơi thiệt. Mình kết thúc video đây các bạn. Nếu thấy hay cho mình một like, một share, một đăng ký nhé. Bye bye.